cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7, đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các cấp trong quỹ phú lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm thiện lòng tri ân của tuổi trẻ, đồng thời giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Những ngày này tuổi trẻ phú lại hăng hái tổ chức các hoạt động hướng về người có công với cách mạng với những việc làm thiết thực trong đó ý nghĩa nhất phải kể đến chương trình bữa cơm nghĩa tình do đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội cựu chiến binh quyện phối hợp các xã trắng tổ chức thực hiện những việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm và tấm lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước có mặt tại nhà ông dương dân số thường bình ba trên bốn ấp dịnh hưng xã dịnh lộc vào một buổi chiều các bạn đoàn viên thanh niên và hội viên cựu chiến binh chia nhau mỗi người một việc để chuẩn bị bữa cơm đặc biệt với tất cả tấm lòng tri ân. Bữa cơm thể hiện sự biết ơn và trân trọng của các thế hệ trẻ đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Chia sẻ với ông Dương Dân Số và các bạn đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh tại bữa cơm nghĩa tình. Bí thư đảng quỹ, chủ tịch, quỹ bác nhân dân xã Dĩnh Lộng, ông Đào Nhân Phi cho biết, bữa cơm nghĩa tình là dịp để hệ trẻ quỷ phú cũng như xã Vĩnh Lộc tưởng nhớ và ghi khắc công ơn các anh hùng liệt sĩ, những người công hiến vì sự độc lập của dân tộc. Qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giúp đoàn viên, họ viên xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư đảng quỹ, chủ tịch, quỹ ban nhân dân xã mong muốn ông Dương Dân Số tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương Vĩnh Lộc ngày thêm giàu đẹp. Xúc động trước sự quan tâm của đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương, trong bữa cơm ấm áp này, thân binh dương dân số kể lại cho các bạn đoàn viên, thanh niên về những khó khăn, phát vả mà quân và dân ta đã phải trải qua để có được cuộc sống hòa bình như hôm nay. Ông Số không quên nhắn nhủ và mong rằng các thế hệ trẻ cố gắng phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, phải nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đây là một trong những cái nội dung trong hoạt động chuỗi chi ăn nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ do đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quyện tổ chức hàng năm thì thông qua cái chương trình của bữa cơ nghĩa tình là muốn với các bạn đoàn viên thanh niên cũng như thanh thiếu nhi trong quyện hiểu rõ hơn về cái truyền thống mạng của dân tộc và sự hy sinh cả của các thế hệ cha ông. Chương trình nhằm giúp mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trân quyền hiểu thêm về truyền thống cách mạng của các thế hệ ông cha đi trước, từ đó nhận thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt là thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đối với những người có công. Bữa cơm nghĩa tình dù chỉ là hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn lớn lao của các đồng viên thanh niên là dịp để tự hào về sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ti trước. Để từ đó thanh niên phú không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông di độc lập dân tộc, tự do cho tổ quốc.